Hôm nay bà sẽ hát cho con nghe một cái bài tủ của bà ngày xưa mà bà thường hay hát. Trời ươm nắng cho mây hồng, mây qua màu em nghiêng sầu. Cơn mưa xuống như hôm nào, em đến thăm mây âm thầm mang gió lên. Hay hay hay. Đó, hay chưa? Con thấy bà nội hát ngộ ngộ quá à. Không ngộ, bà nói hay mà. Hồi xưa nó hay lắm á. Tại bây giờ già rồi, cái giọng nó yếu rồi, đúng không Hoàng ha? Thì ngộ đâu ngộ con, nó cũng phải có gì chút đi chứ. Thôi đừng có chê tôi, chứ không phải như là mẹ của mấy người, tôi biết rồi. Mẹ mấy người hát hay lắm đúng không? Mẹ mấy người hát gì? Hát cải lương nè, hát hù quảng nè, mà còn ra điệu bộ nữa đúng không? Con chị chồng mắt thì ghét không? Giọng thì ghét không? Nói gì nói chứ mà nói đúng á. Hồi xưa mình hát hay chứ giờ mình lớn tuổi, hát xong nãy giờ không thấy kiến rồi ha, dán rồi ha, rùi mũi ha, nó bay ra hết cửa nhà đi. Đấy nghe, cha con mấy người ha, chọc ghẹo tôi ha. Phải rồi, tôi già tôi hát dở. Còn á, vợ của mấy người, mẹ của cô hát hay lắm, tôi biết mà. Giỡn rồi. Đúng rồi, chào mẹ bà. Con hát hù quảng là số 1 luôn á. Hôm bữa con nghe, con thấy mẹ con đang nghe hù quảng á, cái xong rồi mẹ hát theo, hay ơi là hay luôn. Hát hay lắm đúng không? Dạ. Đúng rồi, vợ của ba là hát hay tuyệt đỉnh. Rồi, có đi điệu bộ, nó đi điệu bộ hay lắm. Yeah. Tuyệt vời luôn đúng không? Cái gì? Cái gì? Cái gì? Cái gì? Cái gì? Mẹ đổi để mẹ ra cho mẹ thay đôi dép cái, mẹ thay cái đôi dép cái mẹ vô liền. Rồi thay đôi dép đi. Cái gì mày nhắc tên mẹ hả? Cục vàng thưa má. À, chồng của mấy người, con của mấy người nói là tôi hát dở lắm. Hát thì sao mà kiến bò, xong rồi mấy con ve nó kêu, nó xong rồi nó chạy mất. Chỉ có ai kia là hát hồ quảng hay, hát ca nhạc hay, mà còn múa điệu bộ dẻo nữa. Đó, đúng hát không con? Hồ quảng hát tuyệt vời. Đâu, bây giờ hát thử. Hát thử mới nghe coi. Trời ơi, con mới vừa đi làm về con mệt con chết mà hát không gì có má. Không có sao hát đi, hát biểu xong diễn rồi đi. Bây giờ là coi như là má đi xuống má nấu đồ ăn cho ăn. Đúng rồi, dạ. Hát biểu diễn đi để cho má biết là em là một người hát hay xuất chúng đó. Bây giờ em hát một bài thôi nha, một đoạn ngắn thôi nha. Được rồi. Hát cho con coi một đoạn ngắn thôi nha, lâu quá không hát cũng ngứa nghề. Không, không, hát dạ. Không một cái rồi mà hay quá nha. Dạy má đi, mày muốn cái văn nghệ phường. Má hát, rồi. Má không có đóng kịch nữa, má rồi, hát. Bây giờ má coi nha, má coi theo nha, con hát Tiết Dao Đọc Ngọc nha. Tiết lắm, Dao ơi vì sao nỡ đánh tâm. Tình yêu ban đầu giao đã quên, thương ai tiếp đây trào ngọc quý không. Ủa gì mình mẹ có sao không? Khúc này diễn vậy luôn hả? Phải. Chứ sao? Sao tự nhiên cái em chóng mặt? Ê, sao tự nhiên không? Con bị hạ canxi. Hảo à, thấy chưa? Hồi nãy mà coi như là không có đỡ kịp là chết rồi. Nó co quắp tay chân lại luôn á. Lỗi tại tái quang đó. Tại con nữa. Tôi vợ con mới vừa về cái biểu hát chi cho vợ con mệt. Thì má cũng có hụng miếng trong đó nữa mà. Bà ngoại kêu hát mà. Đó, thì má cũng hụng miếng kêu vợ không hát. Sao? Bây giờ vậy nè, Hảo con yên tâm đi. À, chút xíu ha. Má sẽ nấu cho con canh cua đồng. Cua đồng nó để bổ sung canxi. Sau đó rồi á, là má sẽ cho con uống canxi. Trời ơi, cứ một ngày con cứ uống một viên là coi như ngon lành, hiểu không? Ủa má đó. Ở đâu mà cho sao gì cứ uống hoài vậy hả? Ủa, con sao vậy con? Nếu bây giờ mà con không bổ sung canxi, con không ăn thì làm sao mà con đủ cái lượng canxi trong người con? Má nói đâu có gì sai đâu. Con yên tâm đi, má cứ để ở đây cái hũ canxi trên này cho con. Cứ mỗi một ngày là con uống cho má là một viên canxi. Con hiểu không? Khi con uống canxi xong rồi, nó sẽ bổ sung canxi cho con. Là má đảm bảo với con không bao giờ con bị tuột canxi. Bổ sung canxi cho má bất kỳ lúc nào, ngày nào cũng phải uống một viên canxi. Chắc chắn như vậy, hiểu chưa? Chứ mà con thấy cũng ngộ ngộ sao? Cái chuyện gì mà sao mà làm sao mà chi tự nhiên cái tuột canxi xong phải uống canxi, mặc dù như cái là thiếu xỉu uống
thiếu xỉu uống, thiếu xỉu uống. Vậy chứ ngày xỉu chừng 50 lần cái cũng uống 50 viên canxi vô hả? Con nghĩ là vậy nè, phải cho vợ con đi thăm khám bác sĩ, lên gặp bác sĩ, nói chuyện với bác sĩ, rồi bác sĩ ta thăm khám, ta quyết định như thế nào. Không có cần cái... đi bác sĩ. Nói chung là tại vì mấy bữa nay em làm việc quá sức, rồi em mệt, rồi đâm ra nó mới bị như vậy. Chứ em nghỉ ngơi là ổn, chứ không có cần phải đi bác sĩ. Không được, đúng không? Tại vì như vậy nó mới bị lòi bệnh ra. Lòi bệnh ra mình mới đi gặp bác sĩ. Rồi nè, giờ anh hỏi em là thật sự nha, thật sự nha, từ lúc mà chưa về anh với em quen nhau cho đến lúc mà em về đây, chưa bao giờ anh thấy em có cái chuyện mà em tụt canxi, em mệt mỏi. Vậy là cái này có cái tiểu sử ngày xưa em có bệnh, đúng không á? Tiểu sử ngày xưa có bệnh. Em sanh con rồi á, là cái cơ địa của em nó sẽ không có phải như hồi trước nữa, thì em sẽ đủ những cái, nó có phải sinh ra những cái bệnh mà của anh sao này? Ông nói sao vậy? Bây giờ má sanh bao nhiêu đứa nè, tuổi má là như vậy nè, con mới sanh có mỗi mình bé Ngọc à, mà con đã nói con yếu rồi. Như vậy lỗi này là lỗi tại chị Xui. Tôi phải gọi điện thoại cho chị Xui, tôi nói rằng là không, chị Xui ơi, chị nuôi con làm sao, chị chăm sóc con làm sao mà mới vừa đây mới có sanh một đứa mà đã yếu nhớt rồi. Có khi nào nó bị thiếu canxi bẩm sinh không? Đúng rồi, vậy là coi chừng má vợ của con cũng bị thiếu canxi bẩm sinh. Anh biết hùng á. Chứ sao nữa? Anh đấy mẹ tròn do thiếu canxi cái gì? Thì giờ nó thiếu canxi nhưng mà nó dư thịt với dư đạm thì sao? Ơi, đâu đúng có không? Đâu, đừng có cho mẹ biết. Mẹ biết một cái là mẹ lại làm rần rần lên. Anh thấy nội mẹ bệnh có chút xíu mà mẹ đi một lần 10 người bác sĩ. Thì bây giờ em mà như vậy, mẹ bắt em đi chắc hết cái bệnh viện Sài Gòn này luôn đó. Nếu như vậy thì bây giờ con phải nghe lời má. Thứ nhất á là mình phải con ăn đi. Phải ăn canh cua đồng. Để con bổ sung canxi. Uống, đúng rồi, con phải uống sữa bổ sung rồi, canxi. Con uống sữa rồi. Không có được. Đồng thời ngày nào con phải uống một viên canxi sủi bọt. Không, cái đó nên ăn ok, uống sữa ok luôn. Nhưng mà cái vụ mà thuốc men là mỗi ngày bổ sung viên hay là hơi xỉu là uống gọi vô điện là thoại canxi. Gọi điện thoại cho chị Xui là coi như là không canxi, phải không phải tức là vậy bả đừng gọi cho chị Xui gì đó mà đi cho vợ con đi thăm khám đàng hoàng để coi là vợ con có bị gì không chứ ai không đâu mà làm cái thăm khám. Trời, con bị... uống thôi. Gọi đi. Uống không? Con uống. Mà đồ uống chắc chắn uống nha. Rồi vậy đi. Nếu mà không uống là hỏi gọi điện thoại là được. Thôi, rồi nha. Gọi để con uống mà. Trời ơi khổ quá. Phải chi tôi bị yếu canxi đi, đừng để vợ tôi thiếu canxi. Trời ơi khổ quá.